Nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay rất là đơn giản. Mình có 200 g cá hồi, 400 g thịt ba chỉ, một nhánh hành lá và nửa củ hành tím. Đầu tiên mình ướp vào trong cá là 1/3 muỗng cà phê hạt nêm gà, một chút tiêu, một muỗng cà phê đường cát, mình ướp bằng đường nâu để cho màu của cá nó sẽ đẹp hơn. Một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh rượu nấu ăn, rồi mình ướp cá 15 phút. Cho một ít đầu hành lá và tím băm vào trong cá. Mình ướp một chút thôi. Thịt ba chỉ thì mình sẽ cắt phần da ra. Đó, mình cắt như vậy rất là dễ luôn á. Da này mình sẽ giữ lại để làm món ăn khác nha. Mình không có bỏ.
Nửa miếng này thì mình sẽ cắt hơi nhỏ một chút để mình thắng tách mỡ. Còn nửa miếng này thì mình sẽ cắt miếng hơi to để mình kho chung với cá. Rồi mình sẽ để riêng một bên như vậy. Cái này là để kho, còn cái kia là mình thắng tách mỡ. Đầu tiên mình sẽ cho cái phần thịt mà mình sẽ kho chung với cá vào xào. Mình xào sơ để cho ra bớt tách mỡ. Chút nữa mình sẽ kho cá trong cái nồi đá, mà cái nồi đá thì nó nhỏ quá, cho nên là mình sẽ xào sơ ở đây trước. Cho vào cái nồi đá thì khó xào hơn. Rồi mình xào sơ chừng 3 phút, mình sẽ lấy thịt ra. Rồi, cho cái phần thịt mà mình thắng tách mỡ vào để thắng. Và cũng như mọi lần mình chia sẻ với các bạn cách thắng mỡ để không bị văng dầu, thì mình cho vào đây một chút xíu muối. Với lượng thịt như thế này thì mình cho vào khoảng 1/5 muỗng cà phê muối. Nếu mà thắng tách mỡ thì khi mua các bạn lựa miếng thịt nào mà có mỡ nhiều một chút nó sẽ ngon hơn nha. Còn cái này á, hôm bữa mình mua không có miếng nào mỡ nhiều hết, toàn là nạc nhiều hơn thôi. Nhưng cái này thắng nó sẽ hơi cứng hơn, sẽ không ngon bằng những miếng mà có mỡ nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Cho dầu ăn vào nồi. Một muỗng canh rưỡi đường cát, mình sẽ thắng màu. Cái nồi này đó sức nóng của nó rất là cao, cho nên đường mà vừa chuyển sang màu hơi vàng một chút xíu thôi là mình tắt bếp liền nha các bạn. Mình đừng có để lửa, mình để lửa là nó sẽ bị khét đó. Mình tắt bếp rồi đó mà nó vẫn còn như vậy nè. Mình sẽ tiếp tục khuấy đều cho đến khi mà cái màu nó đẹp theo ý của mình muốn nha. Nhưng mà các bạn cũng nhớ đừng có để lâu quá, nó sẽ khét, không nó bị đắng không có ngon. Rồi mình cho hành tím và hành tây, có hành lá vào. Mình xào sơ cho hành tím và gốc hành lá thơm thì mình cho thịt vào. Mình cho cá vào. Mình cho hết phần nước ướp vào luôn. Sau khi cho cá vào mình mở lửa trở lên. Mình để lửa lớn cho nó sôi. Sau 3 phút mình mở nắp ra. Mình cho vào đây là nửa cốc nước nóng. Khi mà nước sôi lên rồi thì mình hạ lửa xuống. Mình để lửa số 5. Bếp có 9 số thì mình để số 5. Kho cho nước cá nó rút từ từ. Mình sẽ kho mở nắp luôn nha.
mình kho cá được 2 phút mình sẽ trở mặt để cho cá thấm gia vị mặt bên dưới luôn. Mình nhớ là mình trở nhẹ nhàng để không cá nó sẽ bị nát. Rồi, mình chỉ trở cá một lần thôi, mình sẽ không trở nữa nha. Mình để kho cho đến khi xong luôn. Và lúc này thì các bạn có thể nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Mình sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê dầu hào. Một phần năm muỗng cà phê muối. Nửa muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh đường. Và sau khi nêm nếm gia vị lại xong hết rồi, mình sẽ mở lửa lớn lên. Bây giờ mình để lửa số 7 để cho nước cá nó mau rút cạn và nó thấm vào trong cá nhanh hơn. Tại vì cá hồi thì mình sẽ không có kho lâu. Mình kho lâu cá hồi nó sẽ mất hết cái chất ngọt. Nếu thích ăn cay thì các bạn có thể cho ớt vào trong này. Mình thì mình để nguyên trái tại vì nhà mình có người không ăn cay được. Còn nếu như mà nhà các bạn ai cũng ăn cay được thì mình nên cắt ra, mình cho vào nó sẽ ngon hơn. Mình kho thêm 2 phút nữa thì nước cạn như vậy là được rồi. Tại vì mình ăn, nếu mà mình thích chấm với rau hay là với dưa leo đó thì mình nước như vậy là được. Còn nếu mà bạn nào muốn mà cạn hơn nữa thì mình có thể kho thêm 1 phút nữa. Mình cho tất mỡ vào. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi, tiêu. Mình cho hành lá. Mình tắt bếp. Món cá hồi kho tộ còn nóng hổi nghi ngút khói luôn. Món này mình ăn chung với cơm rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem. Nếu như anh chị em và các bạn thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.